Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2331, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu dược rồi. Vừa lúc đó, xa xa vang lên một giọng nói như sấm nổ, dừng tay. Một bóng người đang bay nhanh về phía thành Hồng Dương. Công Dương Tú nhìn người vừa mới đến, cao mày nói, Diêm Thống lĩnh, cậu muốn làm gì? Người đó mặc áo giáp, tay cầm giáo bạc, ánh mắt sắc bén, là một trong bốn đại thống lĩnh dưới trướng của thập tam điện hạ. Siêm thống lĩnh nói, Điện Hạ có lệnh, phải bảo vệ Thiên Nguyên Phường và Thành Hồng Dương. Anh ta liếc nhìn công dương tú và quý đồng, rồi nói, Điện Hạ còn nói, ân oán giữa các người và dược đường ngài ấy có thể không quản, nhưng chỉ cần các người động thủ với Thiên Nguyên Phường và Thành Hồng Dương thì đừng trách ngài ấy không niệm tình xưa. Cái này, công dương tú và quý đồng nhìn nhau. Công dương tú hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói, công dương tú sẽ ghi nhớ, Audio điện tử võ tấn bền. Nói xong, công dương tú phất tay áo rời đi. Diêm thống lĩnh ngân cản Quý Đồng cũng đang định quay người rời đi và nói, Quý Đồng, Điện Hạ có nói, tốt nhất ông đừng nên để người của phi tinh viện dở ý đổ bất chính, nếu không, với khả năng của Điện Hạ, đổ sát một phi tinh viện không phải là chuyện khó. Sắc mặt Quý Đồng cực kỳ khó coi, nhưng ông ta cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng đồng thời truyền lệnh cho người của phi tinh viện thả đám người thiên nguyên phường ra, rồi rời khỏi thành Hồng Dương. Sau khi quý đồng rời đi, Diêm Thống lĩnh đáp xuống đầu thành, nói với sử thành chủ, Điện Hạ nói, chuyện này các người không cần phải cảm ơn ngài ấy, muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu dược đi. Khoảng thời gian sau này tôi sẽ chấn giữ ở thành Hồng Dương, tránh để đám người quý đồng thất hứa. Sử thành chủ và rất nhiều thế gia đã vô cùng sừng sốt. Sử Thành chủ cười khổ nói, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu dược rồi. Sự việc ở thành Hồng Dương cứ thế mà trôi qua, đương nhiên Đường Tuấn biết những chuyện Ly Thanh Trần đã làm. Ngoài lòng biết ơn, anh cũng dành thêm vài phần tin tưởng cho Ly Thanh Trần. Sau khi được Đường Tuấn châm cứu vài lần, thể chất của Ly Thanh Trần cũng đã đạt đến 7, 8 phần của Hỏa Linh thể, sắp trở thành Hóa Linh thể thực sự rồi. Trong một sân nhỏ ở thành Hỏa Nhai, Ly Thanh Trần đứng nghiêm trang, anh ta tập trung phản ứng, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ khắp cơ thể anh, ngọn lửa đỏ rực đốt cháy không khí và tạo ra những âm thanh thanh tách. Cơ thể của Ly Thanh Trần từ từ tách ly khỏi mặt đất, ngọn lửa vô tận xoay quanh cơ thể anh ta, khiến anh ta trông giống như một vị thần trong biển lửa. Cuối cùng, ngọn lửa tan biến, một bộ giáp đỏ sấm hiện lên bao quanh người Ly Thanh Trần. Chương 2332, tôi biết rồi. Đường Tuấn đứng trong đình nói, ý chí của Điện Hạ hơn hẳn người bình thường, nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Trong quá trình cải tạo thể chất, những đau đớn và rủi ro mà một người phải chịu đựng không dễ dàng như việc tẩy tủy thay máu. Cho dù có thể kiên trì, sợ là tâm tính cũng sẽ bị biến đổi. Cơ mà Ly Thanh Trần vẫn giống như trước đây, khiến Đường Tuấn vô cùng ngưỡng mộ. Ly Thanh Trần mỉm cười sảng khoái, nói tài năng của anh Dược, dù có cho tôi 10 tên công dương tú tôi cũng không đổi. Nếu để cho các anh chị em của mình biết anh ta có được người giống như Đường Tuấn, chắc chắn sẽ dùng đủ loại báu vật để đến tranh giành cướp đoạt. Ly Thanh Trần cảm thấy bản thân chẳng có lợi thế gì trong những cuộc tranh giành kiểu này. Đường Tuấn lắc đầu, ở chung với Ly Thanh Trần gần 2 tháng, anh gần như hiểu được tính khí của thập tam điện hạ này. Ly Thanh Trần đột nhiên hỏi, vết thương của anh đã lành chưa? Đường Tuấn nói, hai ngày trước đã khỏi rồi nhờ có dược liệu do ly thanh trần cung cấp vết thương của đường tuấn không những được chữa khỏi thậm chí sức mạnh còn tăng lên rất nhiều ngay cả linh hồn cũng hồi phục không ít ly thanh trần nói vậy thì tốt anh ta khẽ cao mày nói anh dược có tin từ phi tinh viện truyền đến nói anh là kiếm linh thể là thật sao đường tuấn lắc đầu nói không phải ly thanh trần nói tôi cũng cảm thấy không phải nếu anh là kiếm linh thể tu vi chắc chắn sẽ hơn hẳn thanh trần nhưng mà anh dược trong lúc anh nghiên cứu y thuật tốt nhất cũng nên tốn chút tinh lực để tu luyện tôi từng nghe phụ hoàng nói y sĩ có y thuật càng cao tu vi cũng càng cao tương lai sau này nếu anh muốn leo lên đỉnh cao y thuật thì tu vi tuyệt đối không được thua kém đương nhiên nếu anh dược không giỏi tu hành cũng không sao sau này anh dược gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết cứ nói với tôi một tiếng là được đường tuấn nghe vậy không khỏi lặng lẽ lắc đầu dường như thập tam điện hạ này cảm thấy cảnh giới của anh còn quá thấp đang nhắc nhở anh đừng lãng phí việc tu luyện đúng lúc này ngoài sân truyền đến giọng nói của thị vệ điện hạ hoàng triều phái người tới rồi ly thanh trần nghiêm mặt nó tôi biết rồi anh ta nhìn đường tuấn nói anh dược tôi phải đi xử lý một chút đường tuấn gật đầu sau khi ly thanh trần rời đi sắc mặt đường tuấn cũng hơi đanh lại anh lẩm bẩm, rốt cuộc có nên kích động huyết mạch Chu Tước trong người anh ta không? Trong quá trình biến đổi thể chất của Ly Thanh Trần, Đường Tuấn vô tình phát hiện ra trong huyết mạch của Ly Thanh Trần có một chút huyết mạch của Chu Tước thần thể. Nếu nó được kích hoạt thành công, thể chất của Ly Thanh Trần tuy không thể đạt đến trình độ của Chu Tước thần thể hoàn chỉnh, nhưng cũng vượt qua Hỏa Linh thể. Đồng thời, quá trình kích hoạt này cũng có tính nguy hiểm cực lớn, một khi không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đường Tuấn thở dài, Quyết định đợi đến khi Ly Thanh Trần tiếp khách xong sẽ đi hỏi anh ta. Sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, khoanh chân ngồi xuống, chìm vào trong linh hồn. Trong linh hồn vẫn còn những vết nứt mảnh giống như sợi chỉ, nhưng so với trước đây thì những vết nứt này đã nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này, Đường Tuấn cũng chẳng để tâm đến những vết nứt linh hồn đó, mà anh chăm chú nhìn vào vị trí ấn đường của linh hồn. Ở đó, một tia sáng xanh dần dần hiện lên chương 2333, Điện Hạ, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu được. Trong huyệt Thái Dương, con dị thú màu vàng tiểu kim đang hưng phấn gầm lên, xoay vòng với tốc độ rất nhanh, mặt hồ cũng bị nó làm cho gợn sóng, xuất hiện một cái xoáy nước rất lớn. Tiểu Thanh thức tỉnh rồi sao? Đường Tuấn nhìn ánh sáng xanh kia, lẩm bẩm nói. Tiểu Thanh là sinh vật giống rồng xuất hiện trong giai đoạn thứ hai của thuật châm cứu thần bí. Như để ứng nghiệm lời của Đường Tuấn, một sinh vật to bằng một nắm đấm từ trong ánh sáng xanh đó dần dần hiện lên rõ ràng lúc này ở trong một tòa cung điện cao nhất của thành hỏa nhai thập tam điện hạ ảm đạm nhìn cảnh tượng bên dưới ngồi bên cạnh anh ta là một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo mãng bào màu bạc lúc này anh ta đang cười nói thập tam xem ra gia thần của em chẳng ra làm sao cả nhiều người như thế mà cũng đánh không lại một thuộc hạ của anh chuyện này truyền về thành chu tước không phải sẽ khiến người ta chê cười sao bên dưới một người đàn ông trung niên đang đứng nghiêm khí thế hừng hực ông ta cũng cười nói thập tam điện hạ ngài vẫn còn người khác chứ giọng điệu đầy khiêu khích vừa rồi ông ta đã một mình đánh hạ được mấy thống lĩnh của ly thanh trần đúng là khí thế dũng mãnh ly thanh trần nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy tức giận đúng là quá mất mặt cùng là gia thần, vậy mà lại khác biệt lớn như thế. Thanh niên mặc áo mãng bảo nhìn Ly Thanh Trần cười nói, thập tam, hay là em đích thân xuống dưới đó. Anh bảo Tiêu Sơn ra tay nhẹ một chút, cho em thắng một trận, nếu không em như thế này thì mất thể diện quá. Ly Thanh Trần trừng mắt nhìn thanh niên kia. Anh ta vốn dĩ cũng định làm như thế, với sức mạnh hiện giờ của anh ta, muốn đánh bại Tiêu Sơn không hề khó. Nhưng lúc này lại bị người ta nói như thế, anh ta đột nhiên có cảm giác không muốn xuống dưới đó. Người thanh niên kia vừa nói xong, gia thần của Ly Thanh Trần ở bên dưới lập tức phát cáu. "Điện hạ, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu được. Điện hạ, cho tôi ra sân đi." Đám gia thần cảm thấy bị xúc phạm, căm phẫn trào dâng. "Chủ nhục thần tử, bọn họ là gia thần của thập tam điện hạ, không thể trơ mắt nhìn Ly Thanh Trần bị người ta sỉ nhục được." Ly Thanh Trần ngăn họ lại, thở dài nói, thập ca, cứ như vậy đi. Người thành niên mặc áo mãng bào màu xám này là anh trai thứ 10 của anh ta, Ly Thanh Viễn và là thập điện hạ của Chu Tước Hoàng Triều. Về phần tiêu sơn kia, ông ta là thuộc hạ đắc lực nhất của Ly Thanh Viễn, ông ta chỉ còn một bước nữa là bước vào hợp thể cảnh. Những gia thần dưới tay anh ta căn bản không phải là đối thủ. Ly Thanh Viễn cười nói, thập tam, đúng là nhàm chán nhưng mà đến thành hỏa nhai một chuyến có thể thắng được một viên hỏa tinh thạch từ trong tay em, cũng coi như là không uổng công. Khóe miệng ly thanh trần hơi giật giật, hỏa tinh thạch là linh thạch thuộc tính lửa rất hiếm, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của anh ta, trong tay anh ta chỉ có ba viên. Lần này đã lấy một viên ra đặt cược cho cuộc tỉ thí giữa các gia thần này. Trường 2334 Ly Thanh Viễn đúng là hiếp người quá đáng. Thuộc hạ của Ly Thanh Trần cũng kính cẩn hô lên, cậu dược. Khoảng thời gian Đường Tuấn ở thành hỏa nhai, ngoài việc giúp Thập Tam Điện Hạ cải thiện thể chất, còn giúp những thuộc hạ này trị thương khám bệnh, vì thế mà bọn họ rất có thiện cảm đối với Đường Tuấn. Thập Tam, đây cũng là gia thần của em sao? Ly Thanh Viễn cao mày hỏi. Ly Thanh Trần nói, anh ta là y sĩ của em. Ly Thanh Viễn nghe xong lời này, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, anh ta nói, hóa ra là y sĩ. Tu vi của y sĩ đương nhiên không quá cao ly thanh viễn cũng không lo lắng nữa hỏa tinh thạch anh ta nắm chắc trong tay rồi anh dược đây không phải là cuộc thi liên quan đến y thuật ly thanh trần trầm giọng nói sau khi đường tuấn đến thành hỏa nhai anh dường như đều chuyên tâm vào nghiên cứu y thuật ly thanh trần căn bản chưa từng thấy qua sức mạnh tu vi của đường tuấn cho nên anh ta mới bảo đường tuấn nên chú ý tu hành đường tuấn liếc nhìn tiêu sơn nói điện hạ để tôi thử xem đúng lúc có thể thử năng lực của Tiểu Thanh, Lý Thanh Trần vẫn đang do dự. Anh ta sợ Đường Tuấn sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ai giúp anh ta hoàn thành cải tạo linh thể? Lý Thanh Viễn chỉ ở một bên cười mà không nói gì, đưa mắt ra hiệu với Tiêu Sơn đang đứng bên dưới. Tiêu Sơn lập tức hiểu ý, ông ta bước ra nói, Điện hạ, xin hãy chấp thuận. Ông ta cười khinh một tiếng, rồi nói tiếp, thập tam điện hạ yên tâm, tôi sẽ không đánh chết cậu ta. Tiêu Sơn tôi rất ghét ức hiếp kẻ yếu. Ly Thanh viễn hô lên, Tiêu Sơn, ông ăn nói thế nào đấy? Thuộc hạ dưới tay thập tam của ta sao có thể là kẻ yếu được, nói không chừng y sĩ này mới là gia thần lợi hại nhất của em trai tôi đấy. Tuy bề ngoài là đang giáo huấn Tiêu Sơn, nhưng giọng điệu đó của anh ta lại ẩn chứa một sự mỉa mai khinh miệt chẳng hề giấu giếm. Đặc biệt với biểu cảm diếu cợt cười như không cười càng khiến cho ánh mắt của những thuộc hạ dưới trướng Ly Thanh trần ngập tràn lửa hận một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên trong mắt ly thanh trần hai bàn tay của anh ta đột nhiên nắm chặt lại ly thanh viễn đúng là hiếp người quá đáng cho dù cảnh giới của một y sĩ có cao đến đâu thì cuối cùng vẫn là y sĩ phân tâm vào nghiên cứu y thuật rồi thực lực tu hành có cao được bao nhiêu đâu chứ chưa kể so với mấy thống lĩnh dưới tay anh ta tùy tiện chọn ra một hóa thần cảnh trung kỳ cũng đủ mạnh hơn rồi nhưng lúc này ly thanh viễn rõ ràng là đang ép ly thanh trần buộc anh ta phải để Đường Tuấn xuất trận, khiến anh ta hoàn toàn mất hết thể diện. Đồng thời, Lý Thanh Trần cũng có chút tức giận với Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy không vui, cậu dược tới đây lúc này là muốn làm gì, chẳng phải là đang làm loạn sao. chương 2335, a à, đau chết ta rồi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Ánh mắt những thuộc hạ khác đỏ bừng, cảm thấy bản thân không theo sai người. Nhìn thấy Lý Thanh Trần đồng ý, còn nói những lời như vậy ly thanh viễn bật cười nói thập tam đúng là trọng tình trọng nghĩa tiêu sơn ông ra tay nhớ cẩn thận một chút đừng làm tổn thương vị y sĩ bảo bối của em trai tôi đương nhiên cũng không được thua cậu ta làm bổn điện hạ mất mặt tiêu sơn hít mắt liếc nhìn đường tuấn nói điện hạ yên tâm đường tuấn và tiêu sơn rời cung điện đứng giữa không trung đứng từ xa nhìn nhau ly thanh viễn chống cầm hỏi ly thanh trần thập tam à y sĩ này của em mới là hóa thần cảnh trung kỳ vẫn chưa đủ bản lĩnh có thể sẽ không chịu nổi ba chiêu của tiêu sơn ly thanh trần hừ một tiếng nhưng cũng chẳng nói nhiều trong lòng anh ta cũng lo sợ điều này sẽ xảy ra nếu đường tuấn không thể chịu nổi ba chiêu chẳng phải sau này anh ta khi trở về thành chu tước sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của người khác sao giữa không trung tiêu sơn nhìn đường tuấn ông ta khoanh tay trước ngực vẻ mặt khinh thường cho cậu cơ hội ra tay trước, nếu không cậu sẽ thua rất khó coi. Được thôi, đường Tuấn bật cười. Vừa dứt lời, không thấy đường Tuấn có bất kỳ động tính gì, ngay sau đó, anh xuất hiện trước mặt Tiêu Sơn, tung ra một trường. Tiêu Sơn bị tốc độ của đường Tuấn làm cho hoảng sợ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhưng khi nghĩ đến cảnh giới của đường Tuấn không bằng mình, hơn nữa còn là một y sĩ, trong lòng không còn sợ hãi nữa, ông ta hét lên một trường giải quyết nghi. Phía dưới, Thập Điện Hạ Ly Thanh Viễn cười nói, thật ngại quá thập tam, gia thần của em có hơi ngông cuồng. Đợi lúc trở về thành Chu Tước, anh sẽ nói tốt cho cậu ta một tiếng. Có như thế nào, cũng phải giữ lại một chút thể diện cho em chứ. Sắc mặt Ly Thanh Trần tái đi, đôi mắt anh ta đầy tức giận. Bịch. Ngay khi Ly Thanh Viễn đang nói chuyện, một âm thanh bị nặng nề từ trong không trung truyền đến. Lý Thanh Viễn nhìn về phía đó với một nụ cười dạng dỡ và tự mãn. Sau đó nụ cười anh ta đột nhiên đông cứng. Ở giữa không trung, hai trưởng của Đường Tuấn và Tiêu Sơn tiếp xúc với nhau. A, à, đau chết ta rồi! Tiêu Sơn chỉ nhịn được một lúc, sau đó ôm đầu kêu lên. Đường Tuấn khẽ đánh ông ta một cái. Tiêu Sơn lại hét lớn, đừng đánh nữa, đau quá. đang nói, mắt Tiêu Sơn đỏ hoe, trông ông ta như muốn khóc. Theo như mọi người ở bên dưới thấy thì đường Tuấn vốn không ra nhiều lực, Tiêu Sơn vừa nhảy vừa kêu lên đau đớn, thậm chí còn đau đến phát khóc. Đường đường là một đại tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị người ta đánh đến mức khóc luôn sao? Ha ha ha, Ly Thanh Trần ngơ ngác một lúc, rồi phá lên cười. Anh ta lấy một tay ôm bụng, cười không để ý đến hình tượng của mình. Thập ca, thuộc hạ của anh sao giống như một đứa con nít vậy? thua rồi mà còn khóc lóc nữa. Ly Thanh Trần bật cười. Ly Thanh viễn nheo mắt lại, toát ra một tia lạnh buốt, nhìn lên không chung mà quát tiêu sơn, ông đang làm gì vậy? Chương 2336 em có thể bảo dược đường nhẹ tay một chút. Hai mắt tiêu sơn đỏ hoe, ông ta uất ức nhìn Ly Thanh Viễn nói, điện hạ, thật sự rất đau. Tôi không đánh nữa được không? Khóe miệng Lý Thanh Viễn giật giật. Ông tưởng bổn điện hạ là tên mù sao, người ta chưa làm gì ông cả tự một mình ông đứng ở đó gào khóc thể diện của bổn điện hạ bị ông làm cho mất hết rồi trên không trung đường tuấn tiếp tục tiến đến gần tiêu sơn giơ tay định đánh tiếp tiêu sơn sợ hãi không ngừng né tránh nhưng tốc độ của đường tuấn nhanh hơn ông ta rất nhiều mỗi một trường tung ra đều cho ông ta cảm giác không thể né tránh do đó dù ông ta có dốc hết sức né tránh thì cũng chẳng ích gì đau quá tôi không đánh nữa tiêu sơn hét lên ông ta giống như một đứa con nít làm bài điểm kém về nhà bị bố mẹ rượt đánh ly thanh viễn lấy tay che mặt tiêu sơn cái tên khốn này ông làm bổn điện hạ không biết chui vào đâu đây này ly thanh trần cười nói thập ca có cần đánh tiếp nữa không em có thể bảo dược đường nhẹ tay một chút ly thanh viễn tức giận nhìn ly thanh trần hừ lạnh một tiếng nói y sĩ này của em cũng có chút bản lĩnh hôm nay không đấu với em nữa đợi về đến thành chu tước chúng ta đấu tiếp một trận nói xong anh ta ném viên đá đỏ thấm chứa đầy nguyên tố lửa cho ly thanh trần tiêu sơn còn không mau cút xuống đây cho tôi ly thanh viễn ngẩng đầu lên hét lớn với tiêu sơn tiêu sơn bay về ly thanh viễn đôi mắt ông ta đỏ hoe vẻ mặt uất ức tiêu sơn ông ly thanh viễn hận không thể đá tiêu sơn một cái thật mạnh tiêu sơn càng thêm đau khổ lẩm bẩm nói điện hạ thật sự rất đau. Nhìn thấy Ly Thanh Viễn và Tiêu Sơn rời đi, Ly Thanh Trần cười lên vô cùng sảng khoái. Sau khi trở lại cung điện, Ly Thanh Trần mới nóng lòng muốn hỏi, anh Dược, rốt cuộc vừa rồi anh làm thế nào vậy? Tiêu Sơn thân là tu hành giả hóa thần cảnh hậu kỳ, ý chí kiên định đến mức nào ai cũng biết rõ, cơn đau bình thường không thể ảnh hưởng đến ông ta, chứ đừng nói là dáng vẻ thê thảm khi nãy. Đường Tuấn trầm ngâm, vừa rồi tôi đã kích linh hồn của ông ta. Với sự trợ giúp năng lực của Tiểu Thanh, sức mạnh của anh có thể tấn công linh hồn của Tiêu Sơn. Tất nhiên, người bình thường không thể nhìn ra được. Im lặng. Cung điện bỗng dưng yên lặng. Ly Thanh Trần nhìn chằm chằm đường Tuấn và nói, anh Dược có biết bí thuật tấn công linh hồn quan trọng như thế nào không? chương 2337 huyết mạch chu tước. Ly Thanh Trần cười khổ. Phải nhỉ, mặc dù nghiên cứu về linh hồn trong chu tước tinh vực là rất hiếm nhưng có một số bí tịch liên quan được cất giữ trong hoàng triều và các thánh địa lớn còn về linh thể hai mươi mấy vị điện hạ ai cũng thiên phú đầy mình nhưng chỉ có thất điện hạ là có hỏa linh thể so ra bí thuật tấn công linh hồn còn thua kém rất nhiều anh hiểu tôi lúc này ly thanh trần chỉ có thể nói như thế anh ta thở dài để lộ vẻ mặt buồn bã điện hạ nhưng đã xảy ra chuyện gì Đường Tuấn hỏi, Lý Thanh Trần nói, lần này thập ca của tôi đích thân đến thành hỏa nhai, thực tế là để kiểm tra sức mạnh của tôi. Chẳng bao lâu nữa, cuộc thi hoàng gia sẽ bắt đầu và người chiến thắng sẽ trở thành thái tử của Chu Tước Hoàng Triều. đợi phụ hoàng thoái vị thì có thể tiếp nhận ngôi vị thần đế. Đường Tuấn đột nhiên nói, điện hạ muốn tôi về thành hỏa nhai với ngài sao? Lý Thanh Trần bị vạch trần suy nghĩ thì nở nụ cười gượng gạo. Quả thật lúc này anh ta đang nghĩ như thế. Vốn dĩ, Đường Tuấn trong mắt anh ta chỉ có thể được coi là một y sĩ có y thuật giỏi, vai trò của anh rất hạn chế. Nhưng bây giờ, sức mạnh của Đường Tuấn đã khiến Ly Thanh Trần hiểu ra, dược đường này có lẽ sẽ là cánh tay đắc lực của anh ta. Sở hữu công pháp tấn công linh hồn, gần như vô địch trong hóa thần cảnh. Ngoại trừ những tu hành giả cũng tu luyện bí thuật linh hồn hoặc có bảo vật linh hồn hộ thể, những hóa thần cảnh khác căn bản không phải là đối thủ. Cảnh giới của Tiêu Sơn cao hơn Đường Tuấn rất nhiều, nhưng ông ta bị đánh đến mức la hét, thậm chí khóc hoa hoa. Từ đó có thể thấy có một khoảng cách rất lớn giữa những người tu hành bí thuật linh hồn và không tu bí thuật linh hồn. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, nhìn Ly Thanh Trần, đột nhiên hỏi, Điện Hạ cảm thấy trước mắt sức mạnh của ngài xếp thứ mấy trong những vị Điện Hạ kia. Ly Thanh Trần sững sờ một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Anh ta cân nhắc một lúc rồi nói, ít nhất là top 5, có cơ hội sẽ tranh lên top 3. Đường Tuấn lại hỏi, vậy nếu hỏa linh thể của điện hạ được hoàn thiện thì sao? Ly Thanh Trần lần này không hề do dự, nói chỉ có thể đứng hai. Thất ca của tôi là Ly Thanh Kiếm cũng có hỏa linh thể, hơn nữa anh ta đã thức tỉnh từ rất sớm, tu vi thâm hậu hơn tôi. Tôi không bằng anh ta. Sắc mặt Đường Tuấn không đổi, như thể anh đã biết trước câu trả lời sau đó anh lại hỏi nếu tôi có thể giúp điện hạ kích hoạt một chút huyết mạch chu tước thì sao huyết mạch chu tước ly thanh trần bỗng dưng thay đổi sắc mặt với tư cách là thập tam điện hạ của chu tước hoàng triều anh ta đã quá quen thuộc với huyết mạch chu tước rất lâu trước đây chỉ có một số thánh địa trong chu tước tinh vực vốn không hề có chu tước hoàng triều sau đó một vị chu tước thần thể xuất hiện với thái độ chuyên chế cường hãn ông ta đã quét sạch lục hợp bát hoang thành lập chu tước Hoàng Triều, thậm chí còn buộc một số thánh địa phải công nhận địa vị của Hoàng Triều. Người đó là thái tổ của chu tước Hoàng Triều và cũng là lão tổ tông của Ly Thanh Trần. Chỉ dựa vào sức của một mình mình mà có thể càn quét cả chu tước tinh vực, buộc các thánh địa phải cúi đầu, tuy thái tổ có đầy đủ tài năng, nhưng sức mạnh của chu tước thần thể cũng lộ rõ. Nếu anh ta có thể kịch hoạt một chút huyết mạch chu tước, hơi thở của Ly Thanh Trần trở nên nặng nhọc, Khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì phấn khích. Anh ta nhìn Đường Tuấn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nói: "Nếu như lời anh nói là sự thật, vị trí thần đế tiếp theo không phải tôi thì còn ai?" Chương 2338 tất nhiên, những điều này vẫn còn rất xa với họ. Cho dù chỉ có một chút huyết mạch Chu Tước, bất kể là tiềm lực hay thực lực, đều vượt xa Hỏa Linh thể. Nên biết thần đế bệ hạ hiện tại cũng chỉ là Hỏa Linh thể. Đường Tuấn gật đầu, Khá hài lòng với câu trả lời của Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần nhìn Đường Tuấn với đôi mắt rực lửa, anh ta nói, anh thực sự có thể kích hoạt huyết mạch chu tước trong cơ thể tôi. Đường Tuấn mỉm cười nói, thử xem, nhưng quá trình này so với lần biến hóa hỏa linh thể trước đây đau đớn gấp 10 lần, thậm chí còn liên quan đến linh hồn. Điện hạ có dũng khí tiếp tục không? Xì. Ly Thanh Trần hít một ngụm khí lạnh. Đau hơn trước gấp 10 lần, liên quan đến linh hồn. Chỉ nghĩ đến đây, Lý Thanh Trần đã cảm thấy ra đầu tê dại. Nhưng sau khi do dự một lúc, Lý Thanh Trần đã hạ quyết tâm, đây có thể là cơ hội duy nhất của anh ta. Hai tháng sau, Lý Thanh Trần nhìn lên thành trì cao lớn trước mặt, với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, miệng lẩm bẩm, "Thành Chu Tước, Lý Thanh Trần ta trở về rồi đây." Bên cạnh anh ta là Đường Tuấn, cũng đang nhìn về thành Chu Tước, phía sau anh ta là một nhóm thuộc hạ Thành Chu Tước có lịch sử gần 100.000 năm, sau vô số chiến tranh và thảm họa, nơi đây hiện là kinh đô của Chu Tước Hoàng Triều. Nhìn lên Thành Chu Tước, một luồng khí nặng nề và cổ xưa phả vào mặt. Trong đó còn có một luồng khí thế khó tả, khiến Đường Tuấn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Ly Thanh Trần nghiêm nghị nói, Thành Chu Tước có tổng cộng 100.000 trận pháp lớn nhỏ, ngay cả tu sĩ hợp thể cảnh cũng không dám tùy ý xông vào. Cho nên sau khi các người vào thành phải chú ý dù không có lời nhắc nhở của ly thanh trần đường tuấn và những người khác cũng không dám đi loạn trong thành chu tước này nên biết thần đế hiện tại là động hư cảnh đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp còn chu tước hoàng triều có một lai lịch sâu xa không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có quái vật cổ xưa sống sót qua những lần lui kiếp tất nhiên những điều này vẫn còn rất xa với họ ngay khi ly thanh trần chuẩn bị đưa mọi người vào thành chu tước một tiếng hổ gầm dữ dội đột nhiên vang lên từ trên trời Mọi người dõi theo âm thanh, nhìn thấy một con hổ khổng lồ màu trắng đang bay về phía thành Chu Tước. Sọc đường không ngừng vang lên những âm thanh rung động. Và trên lưng con hổ trắng là một người đàn ông trông như một vị thần. Một luồng khí tức bao trùm nổi lên từ cơ thể của người đàn ông, khiến hai vai của những người bên dưới như trùng xuống, thậm chí có chút khó khăn để ngẩng đầu lên. Người này là ai, dám bay ở thành Chu Tước, không sợ bị thị vệ bắt sao? Đồ ngốc đó là thất điện hạ, hỏa linh thể trời sinh. Có khả năng là người tiếp theo kế thừa ngôi vị thần đế. Ngoặc kép, sức mạnh của thất điện hạ lại tăng lên nhiều rồi. Trấn thiên hổ dưới chân anh ta là một con yêu thú hóa thần cảnh hậu kỳ, có huyết mạch mạnh mẽ. Không ngờ nó lại bị thất điện hạ dùng làm thú cưỡi. Xem ra, đối với cuộc tranh tài hoàng triều này, thất điện hạ nhất định có thể đứng đầu bảng. chương 2339, tham kiến thất ca. So với thất điện hạ, những vị điện hạ khác còn thua xa. Ở cổng thành, một nhóm người đang bàn tán xôn xao. Có rất nhiều lời khen ngợi dành cho vị thất điện hạ đang cưỡi hổ bay lượn trên bầu trời kia. Trên không trung, thất điện hạ liếc nhìn qua cổng thành, ánh mắt chợt híp lại. "Đi xuống." Thất điện hạ ra lệnh, bạch hổ lập tức bay xuống. Chấn Thiên hổ không đáp xuống mặt đất mà dừng lại ở trên không. Thất điện hạ chắp tay sau lưng, Nhìn về phía đoàn người phía dưới, ôn nhu nói, thập tam, nhìn thấy anh không biết hành lễ sao. Ly Thanh Trần nhìn người đàn ông giữa không chung, anh ta bỗng giật mình. Sau bao nhiêu năm, thất ca của anh ta vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng này. Nếu không gặp dược đường, tôi sợ đời này kiếp này chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn. Nghĩ đến những nỗi đau và thay đổi mà anh ta đã trải qua trong giai đoạn này, tâm trạng lo lắng của Ly Thanh Trần đột nhiên dịu xuống. Tôi, Ly Thanh Trần, không còn như xưa nữa. Tham kiến thất ca. Giọng của Ly Thanh Trần rất cao và mạnh mẽ, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Hửm. Thất điện hạ cao mày. Lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy thập tam đệ của mình so với lúc trước có chút khác thường. Nhưng một lúc sau, đôi mày cao có ban đầu của thất điện hạ đã giãn ra. Cho dù Ly Thanh Trần có thay đổi nhiều thế nào, vậy thì sao? Ly Thanh kiếm anh ta mới là hỏa linh thể, là thần đế kế nhiệm. Thập tam, xem ra em ở thành hỏa nhai cũng ổn đấy chứ. Thất điện hạ khẽ cười nói, em về đúng lúc lắm, tối nay trong phủ anh có tổ chức tiệc, em cũng đến tham gia đi. Anh ta đột nhiên nhìn đường Tuấn đang ở bên cạnh và nói, đây là vị y sĩ tên dược đường đó sao? Nghe nói cậu đã giúp em trai tôi rất nhiều, tối nay cậu cũng đến cùng đi. Sau đó, thất điện hạ cưới hổ bay về phía thành phố, mà không hỏi đường tuấn và ly thanh trần xem họ có bằng lòng không nhìn thất điện hạ rời đi dân chúng trước công thành nhìn thấy cảnh tượng này đều thở dài xem ra thất điện hạ không chỉ có tu vi thâm hậu còn có khí chất của một vị anh cả nếu như sau này điện hạ trở thành thần đế bệ hạ đó chính là phúc phận của chu tước hoàng triều chúng ta ngoặc kép thập tam điện hạ thực lực không tệ nhưng vẫn còn phải học rất nhiều điều từ thất điện hạ trong tương lai, khi thất điện hạ trở thành thần đế, còn thập tam điện hạ trở thành cánh tay phải của ngài, thì chẳng phải tuyệt vời lắm sao. chương 2340, thập tam ca, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Ly Thanh Trần nắm chặt tay, trầm giọng nói đi. Anh ta thẫn thờ bước vào thành chu tước. Đường Tuấn cùng một đám thuộc hạ cũng im lặng đi vào thành, không ai nói một lời. Họ cũng có thể cảm nhận được thái độ kiêu ngạo của thất điện hạ, ở trong mắt của thất điện hạ bọn họ không khác con sâu cái kiến cho đến khi ly thanh trần trở lại vương phủ ở thành chu tước anh ta cho lui những thuộc hạ của mình chỉ giữ lại đường tuấn trong đại sảnh yên tĩnh chỉ có ly thanh trần và đường tuấn vẻ tức giận của họ có chút ngưng trọng anh dược khiến anh bị liên lụy rồi có vẻ như thập ca của tôi đã nói chuyện về anh cho anh ta ly thanh trần nói tất nhiên anh ta là đang đề cập đến thất điện hạ ly thanh kiếm anh Dược, tôi thấy hay là tối nay anh không cần đến dự tiệc đâu. Tôi là thập tam điện hạ của Hoàng Triều, bọn họ có muốn làm khó tôi cũng sẽ không dám làm quá đáng. Ly Thanh Trần nhìn đường Tuấn, giọng điệu có hơi ái náy. Với tính khí của thất điện hạ, đã đích thân chỉ tên đường Tuấn, hẳn là có gì đó không ổn, rất có thể là do cuộc tỉ thí giữa đường Tuấn và Tiêu Sơn ở thành hỏa nhai. Đường Tuấn lắc đầu nói, điện hạ, có thể tránh một giờ, nhưng không thể tránh cả đời. Lý Thanh Trần hơi sững sờ. Đúng vậy, ở thành Chu Tước, nếu thất ca của anh ta muốn đối phó một y sĩ thì sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Đường Tuấn thở dài trong lòng. Có vẻ như Lý Thanh Trần đã thực sự đã bị Thất Điện Hạ bắt nạt đến mức ám ảnh tâm lý, cho dù bây giờ anh ta đã thức tỉnh một phần huyết mạch Chu Tước, thể chất của anh ta đã vượt xa so với Thất Điện Hạ. Nhưng Lý Thanh Trần vẫn không thể bình đẳng đối diện với Thất Điện Hạ thập tam ca, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Đúng lúc này, có một âm thanh du dương giống như chim hoàng oanh từ ngoài đại sảnh vọng tới. Âm thanh vừa dứt, một bóng người uyển chuyển nhẹ nhàng như một con bướm bước vào đại sảnh. Đây là một cô gái trong khoảng chừng 23, 24 tuổi, khuôn mặt thanh tú như được trang điểm kỹ càng, một nét đẹp khiến người ta không thể phớt lờ. Nhìn thấy cô gái này, Vẻ mặt u ám của Ly Thanh Trần cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, nói: "Em gái." Đường Tuấn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, anh cũng là một người anh trai, nhìn thấy cảnh này cảm thấy khá là xúc động. Cô gái trẻ này là công chúa út của Chu Tước Hoàng triều, Ly Thanh Thu, cô ấy là người có mối quan hệ tốt nhất với Ly Thanh Trần trong số các hoàng tử. Ly Thanh Thu trò chuyện với Ly Thanh Trần một lúc, sau đó mới nhìn Đường Tuấn, cô ta nghiêm túc nhìn một hồi. Cuối cùng cong môi nói, Thập Tam ca, anh ta có phải là y sĩ dược đường rất giỏi mà anh đã nhắc đến không? Sao em không nhìn ra điểm lợi hại của anh ta vậy? Lý Thanh Trần vội nói, Thanh Thu, đừng vô lễ với dược đường. Đồng thời, Lý Thanh Trần cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới Đường Tuấn. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 2340.